người này là mình đây. Thì từ xa xưa thì mọi người đều biết là cái bài phương thuốc nam. Thì thuốc nam thì chúng ta đều phải sử dụng dao để chặt cây ra rồi chẻ từng lát một rồi chúng ta phơi ra. Thì hôm nay mình mang đến cho mọi người một con máy, đó là máy băm thuốc nam Takeo TK2200 Plus để phục vụ cho mọi người về nhu cầu đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về con máy đó như thế nào cho mọi người cùng xem nhé. Băm thuốc nam Takeo TK2200 Plus thì mọi người cũng biết đây là con máy chính hãng của công ty Takeo, vì có dập nổi dòng logo Takeo. Thì phía trước mọi người có thể thấy đây là miệng để đưa cây vào băm khúc. Và mình sẽ mở nắp thùng ra cho mọi người xem. Thì nắp thùng được khóa cài an toàn. Và đây mọi người có thể nhìn thấy bên trong. Bên trong thì ta có thấy lưỡi dao để băm khúc cây. Và đây là lưỡi dao để thái lát. Thì bộ dao này được nắp trên một bánh đà. Và còn bên đây là miệng ra của nguyên liệu.